Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Buổi TV. Thì mình có một ông chú làm ở Sony. Thì nói cho bạn dễ biết là chủ tịch của Sony. Thì ông chú của mình có hứa là tặng cho mình một cái đèn cầy, một cái ngọn nến trị giá tới 20 triệu đồng. Và bạn nghĩ, mình suy nghĩ, một cái ngọn nến mà 20 triệu đồng thì làm sao mà dám đốt, đúng không? Và hiện tại thì mình lên quay rồi mà nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái ngọn nến đó ở đâu cả. Ồ, không lẽ là cái này ta? Quay phim phải này không? Ok, và hiện tại thì mình không biết ở trong cái hộp rất là cao như thế này thì có phải là cái ngọn nến mà mình vừa nhắc tới hay không? Thì mình sẽ cùng với các bạn cùng mở hộp và cũng như cùng trên tay cái ngọn nến 20 triệu đến từ Sony nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái cây đèn cầy này ra. Ồ, mình không dám nhìn đâu mà. Cây đèn cầy 20 cũ. Uầy. Ồ, thì ra đây là cái này thì nó sẽ giống một cây loa. Mình sẽ coi ở trên hộp để thử xem là đây là gì. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn thấy không ta? Sony Glass Speaker. Đó, mã của nó là LSBXS1. Và đây là một cái chiếc loa mà Glass thì mình nghĩ là cái Sony đang nhắc tới cái phần ở trên này. Và hiện tại thì mình đã mở hộp ra rồi. Thì mình sẽ cùng với các bạn thử xem là cái chiếc loa này, cái chiếc loa có cái đèn cầy. Mẹ, đèn cầy đâu ta? Nó có những cái điểm gì đặc biệt đó. Ở bên dưới thì mình sẽ cùng khám phá về phụ kiện. Thì sẽ có rất là nhiều những cái dây cắm nằm ở đây. Thì có một cái bộ sạc kèm với một cái đầu để nối dài. Và tùy thuộc vào từng thị trường á, thì bạn sẽ chọn những cái chân cắm nó khác nhau. Cuốn bí kíp này mà mình nghĩ là các bạn chả bao giờ đọc. Các bạn có thể dùng nó để nhóm bếp hoặc là đốt lò sưởi gì đó. Ok, và dẹp mấy cái này qua hết một bên. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nhân vật chính. Ok, và đây là nhân vật chính của mình. Thì thực sự là mình nghe một cái chiếc loa đèn cầy mà nó tới 20 triệu, mình thực sự là mình không dám cầm luôn các bạn. Và các bạn có thể thấy bây giờ chúng ta sẽ nói một tí về cái phần thiết kế của cái chiếc loa này. Thì Sony họ đã thiết kế cái chiếc loa theo một cái dạng hình trụ và được chia làm hai phần. Phần ở trên thì sẽ là làm dạng trong với cái vật liệu là nhựa. Thì lúc đầu khi mình cầm vào á thì mình cứ nghĩ nó là kiến, nhưng mà thực sự là nhựa. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó tương đối là sang trọng và khá là chắc chắn. Thì các bạn có thể nghe cái tiếng búng tay của mình thì các bạn sẽ biết cái vật liệu của nó. Ở phần bên dưới thì sẽ được làm bằng chất liệu là kim loại. Và cái đế ở dưới cùng thì sẽ được làm bằng da tổng hợp. Thì cái vật liệu bằng da này có hai cái công dụng. Thứ nhất á, là sẽ làm cho cái chiếc loa này nó sang trọng hơn. Cái thứ hai là khi các bạn để trên mặt bàn thì nó sẽ không có bị trượt nhiều. Và nó sẽ có cái độ bám dính nó cao hơn rất là nhiều. Và ở bên trong thì khi các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy là có 8 dải đèn led để mô phỏng được cái dạng là ngọn nến. Tuy nhiên thì mình khá là tiếc thì cái dải đèn led này nó không có lấp lánh, nó không có di chuyển mà nó chỉ là sáng lên hoặc là giảm sáng xuống thôi. Đó, nếu như nó lấp lánh hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói một tí về các cái thông số cấu hình của cái loa này. Thì đối với Sony Glass Sound Speaker thì bạn sẽ nghe được hai dải âm thông qua hai loa khác nhau. Một loa được đặt ở phía bên này và khi các bạn muốn nghe những cái bài nhạc mà theo kiểu nhạc trầm ấm, nói chung là âm trầm, thì cái loa đặt ở phần này nó sẽ phát huy tác dụng và nó sẽ dồi âm lên trên phần màng loa ở phía trên. Thì khi các bạn nghe những cái bài nhạc âm trầm như vậy thì cái loa này nó sẽ phát huy được cái tác dụng rất là lớn. Và khi các bạn nghe những cái bài nhạc mạnh hơn thì sao? Những cái bài nhạc trep nhiều hoặc là cái dải âm trung tầng cao thì cái loa ở phía bên dưới như thế này nó sẽ phát huy tác dụng. Đó chính là một loa của woofer với cái đường kính là 50mm. Đó, thì cho ra một cái chất âm nó trong trẻo hơn, nó cao hơn và các bạn nghe nhạc nó thích thú hơn. Ngoài ra thì đối với cái chiếc loa này nó sẽ không phải là một cái dạng loa định hướng, có nghĩa là các bạn nghe theo hướng nào, chỉa loa theo hướng nào thì nó sẽ nghe theo hướng đó. Mà loa này nó sẽ nghe được 360 độ. Có nghĩa là một cái chiếc loa khi các bạn để giữa nhà thì cả căn nhà của bạn, cả căn phòng của bạn nó sẽ tràn ngập và ánh đèn nè, âm thanh đó rất là ảo diệu. Và cái loa này đặt ở trung tâm của căn nhà là tuyệt vời nhất.
Ở bên dưới thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy chúng ta có một số những cái setup khác nhau. Ví dụ như là phần timing pair để các bạn có thể kết nối được với cái điện thoại Bluetooth. Và có tăng giảm âm lượng nè, rồi là có tăng giảm đèn theo cách thủ công. Đó, và ở trên phần thân của chiếc loa này thì được bố trí ba cái cổng. Thì đầu tiên sẽ là một cái cổng sạc, thứ hai là cổng audio in, và thứ ba là một cái phím nguồn thì được đặt ở phía sau. Thì khi các bạn để loa ở phía trước như thế này thì sẽ hoàn toàn không thấy những cái cổng kết nối này ở đâu cả. Đó, một cái kiểu thiết kế rất là tinh tế đến từ Sony. Và ngoài ra thì nếu như những bạn nào mà chúng ta không có muốn mà kết nối kiểu lằng nhằng dây nhợ, hoặc là muốn điều khiển từ xa, thì sẽ có một cái phần mềm đó chính là Sony Speaker, để giúp cho bạn có thể tăng giảm được độ sáng của cái chiếc loa này cũng như là tăng giảm được âm lượng. Đó, một cái tương đối là hay mà cái chiếc loa này nó đem lại. Và thêm một điểm nữa mình khá là thích đối với cái chiếc loa Sony Glass Sound Speaker, đó chính là một cái công nghệ âm thanh LDAC. Thực ra thì nó vẫn dựa trên là Bluetooth, tuy nhiên thì với cái công nghệ này á thì giúp cho bạn nghe được cái nhạc nó ngon lành hơn, nó không có bị ngắt kết nối giữa chừng, và cái nhạc chúng ta nó sẽ đều hơn rất là nhiều, cho các bạn cái cảm giác nghe nhạc nó feeling hơn. Đó, tuy nhiên thì đây không phải là một cái loa để cho các bạn quẩy, mà đây sẽ chỉ là một cái loa để cho các bạn nghe những cái bài nhạc trầm ấm, bài nhạc nhẹ nhàng, thì nó sẽ tuyệt vời hơn là những cái bài nhạc mà khi các bạn lên ba thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Và mình sẽ không thể nào mà mình demo được cho các bạn xem nghe về cái chất âm của cái loa này, tại vì nó sẽ bị giới hạn về cái phần cứng, là về cái mic của mình đang đeo, rồi nó sẽ cái âm nó thì sẽ nó không thực. Đó, cho nên là mình sẽ không có thể nào mà demo cho các bạn được. Và cái chiếc loa này nó sẽ hướng tới một cái phân khúc khách hàng, đó chính là những cái người thích sự đẹp đẽ, tinh tế và thích nghe những cái kiểu nhạc trầm ấm nhẹ nhàng. Và đương nhiên là bạn phải có bỏ một cái chi phí tương đối là lớn thì chúng ta mới sở hữu được. Và các bạn cảm thấy sao về cái chiếc loa Sony Glass Sound Speaker thì hãy để lại bên dưới phần comment với mình nha. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bu TV để ủng hộ bọn mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ mang chiếc loa này về trưng bày ở phòng ngủ thì cũng đẹp. Bye bye. Và dòng loa Sony Glass Sound Speaker thì sắp tới cũng sẽ có hàng ngay tại chuỗi cửa hàng của Sevenet. Và nếu như những bạn nào quan tâm thì có thể tới cửa hàng của Sevenet để chúng ta có thể trải nghiệm được cái chiếc loa này chẳng hạn. Đó, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.